Cô nằm xuống đi. Qua nay cô ăn bậy bạ cái gì rồi trúng thực đúng không? Dạ, hôm qua tới giờ con ăn được gì hết trơn á. Chắc nhịn ăn để ăn dạ rồi. Cô không ăn uống được từ bao giờ? Dạ, từ hôm qua tới giờ. Nhưng mà mấy ngày hôm trước thì con ăn không thấy ngon. Để tôi xem mạch cho cô là biết ngay bệnh gì đó mà. Sao rồi thầy? Cổ có thai rồi. Hả? Thầy, thầy nói cái gì? Cổ có thai hả? Nhưng mà cái thai còn yếu lắm, cho nên tôi hốt cho cổ 3 thang thuốc. Cô uống hết 3 thang thuốc thì sẽ khỏe thôi. Rồi tôi sẽ tái khám lại cho cô. Thầy, thầy coi có cái thuốc nào mà không cần sắc uống liền được không thầy? Không có cái gì mà qua thuốc thang hết, nên cổ phải chịu khó uống thuốc để cho nó khỏe, chứ không thì nguy hiểm lắm. Dạ thưa bà, con tự sắc thuốc uống được mà. Cô đang bầu bì mà cái thai nó lại hành nữa, bộ nhà không có ai làm được việc này sao? Dạ có chứ thầy, để tôi làm. Được rồi, vậy tôi đi về nha. Bà cho người qua tôi lấy thuốc, về sắc uống liền nha. Dạ, để tôi đi. Ừ, chào cô. Đi theo thầy về phòng mạch lấy thuốc dưỡng thai hả má? Ừ. Để con đi cho. Ừ. Chúc mừng cô nha. Rồi cô sẽ có thuốc dưỡng thai cho mẹ con cô khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn cô chủ. Anh ơi, vậy ăn cháo đi. Anh thích cháo cá lắm mà. Anh, thôi bây giờ ráng ăn vài muỗng thôi cũng được nữa. Anh mà không chịu ăn là má rầy em đó. Má nói em không biết chăm sóc anh nữa. Anh, ăn giùm em một miếng cháo nha. Nha. Anh à. Dạ, cậu ơi, mợ ơi. Dạ, có Huệ qua, Huệ nói là nghe cậu bị bệnh, muốn qua thăm. Ý, thằng Thành với con Huệ qua hả? Vui quá à, tụi bay vô đây chơi với tao. Dạ. Chào mợ. Dạ, chào cậu mợ. Tự nhiên thấy tụi bay á, là tao khỏe re liền à. Bữa nay nhà tao có nấu cháo cá, ở lại ăn chung với tao nha. Dạ, tụi con ăn hết rồi, bụng đâu nữa mà ăn. Dạ, tí tôi nghe nói cậu bị bệnh, cho nên là kêu tôi qua đây thăm cậu, sẵn biếu cậu mấy con chim cu để cậu nấu cháo ăn dưỡng bệnh. Ý, trời ơi, con chim cu đẹp quá ha. Ô, nhưng mà dễ thương như vậy á, để nuôi đi chứ mừng ăn chi tội nghiệp nó. Nhà tao thiếu gì đồ ăn. Không có đâu cậu, cậu mà nấu cháo với mấy con chim cu này á, ăn ngon lắm mà bổ nữa, cậu sẽ mau khỏe. Đúng rồi á cậu, cháo cu á ngon lắm á. Vậy mày nấu cho tao đi, tao thích ăn đồ ăn mày nấu lắm á. Dạ, nhưng mà nhà còn dì Sáu với lại chị gái mà cậu. Nhưng mà không ai nấu ngon bằng mày hết. Chồng tôi kêu cô nấu thì cô đem xuống bếp nấu đi. Nè. Dạ, vậy để em nấu. À, mày nấu xong á rồi bưng xuống nhà kho nha, rồi tụi mình ăn chung giống y như hôm bữa á. Cái gì? Hôm bữa là hôm nào nữa? Dạ thưa mợ. Hôm bữa mợ về thăm nhà, cậu ở nhà một mình cho nên cậu buồn, có kêu tụi con qua để ăn uống với cậu ở ngoài nhà kho á. Thiệt là quá đáng mà. Ăn chung vui mà có gì đâu mà quá đáng. Lát nữa em xuống nhà kho đi, rồi tụi mình ăn chung với nhau, vui dữ lắm. Đi Thành, bây giờ dạ. Tao với mày xuống nhà kho chuẩn bị trước. Gọi hả con Huệ nấu xong rồi mình ăn. Đi nha. Lúc còn thuốc thì 1 giờ 2 giờ.
Hết thuốc rồi thì xa lánh vợ, suốt ngày chỉ biết thằng Thành con Huệ. Thiệt là tức mà. Thiệt là bực mình hết sức à. Đã nói là không cho nợ mà mỗi lần thu tiền là thiếu lại một ít. Nợ cũ chồng nợ mới, bực bội gì đâu. Má, má. Cái gì thì nói sao đi. Má đang ghi nợ, tính tiền là bực bội lắm nè. Con còn bực mình hơn má nữa nè. Má nghĩ sao mà mấy ngày con không có ở nhà, má cho con Huệ qua đây ăn cơm chung với chồng con bên nhà kho vậy má? Chồng của con á hả? Đó cũng là con trai của má mà. Con đi vắng, chồng của con không vui, thì má phải nghĩ ra cách gì để con trai má vui chứ. Tụi nó vô đó ăn uống thì cũng có thằng Thành trong đó mà, chứ có phải là trai trên gái dưới hay không mà muốn làm loạn vậy? Má còn đợi tới cái gì nữa mới là có? Chồng của con đó suốt ngày cứ nằm thêm thiếp, kêu ăn không ăn, ngủ không ngủ, chơi không chơi, vậy mà hễ nghe tiếng con Huệ một cái là bật dậy như một cái lò xo vậy đó. Vậy thì con coi lại mình đi. Con là vợ, tại sao chồng con không muốn mở mắt ra nhìn, mà nó nghe tên người khác thì nó tỉnh táo liền? Má nói như vậy là má đang nói giáo cho giặc. Vợ chồng con dù sao cũng đang trong ấm ngoài êm, tự nhiên con Huệ ở đâu xuất hiện tràn ràng trước mặt chồng con, còn bẹo hình bẹo dạng nữa. Má không những không can ngăn lại mà bây giờ má còn tiếp tay cho tụi nó nữa hả? Má chưa có tiếp tay à ngang. Má mà ra tay là mọi chuyện đã xong hết rồi đó. Má nói như vậy là má đang xác nhận luôn, nếu như cần là má sẽ tiếp tay cho con nhỏ đó phá hoại gia can của con hả má? Thì con coi lại bản thân mình đi, con trọn đạo làm vợ chưa? Suốt ngày cứ khoe gia can êm ấm, đàn bà mà không đẻ được thì không được ghen. Má, má cũng biết mà, con đã làm hết sức của mình rồi. Má biểu sao thì con làm như vậy. Đêm ngày vậy con cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm cách nào để sanh cho chồng con một đứa con, sanh cho má một đứa cháu nội, chứ đâu phải là con không muốn đâu má. Con muốn là một chuyện, còn con có làm được hay không đó là chuyện khác. Má, má ơi, má cho con thời gian nha má. Nhất định con sẽ sinh cho chồng con một đứa con, con sẽ sinh cho má một đứa cháu, nhất định con phải làm được nha má. Tất nhiên, nhất định gia đình này phải có cháu nói giỏi tông đường, nhưng ai đẻ thì chưa biết được à. Má, má nói vậy là sao? Thôi à, từ ngày con về đây má đối đãi với con như bát nước đầy, chuyện gì má cũng lo cho con. Con muốn cái gì má cũng cho, miễn sao con vui, thằng Lương vui. Chuyện gì má cũng nhân nhượng tụi con, để cho tụi con hạnh phúc. Nhưng riêng chuyện có cháu đích tôn thì má làm bằng mọi cách, chứ không nhân nhượng đâu. Má, má ơi, má cho con thêm thời gian nha má. Con xin má mà má, cho con thêm thời gian nha má. Dạ, mời cậu ăn cháo. Nóng quá à. Nóng, coi chừng không. Ăn chung với tụi bay vậy vui á. Tao muốn ngày nào, bữa ăn nào cũng được ăn chung với tụi bay giống vậy. Ý, đâu có được cậu. Tại hôm nay cậu bị bệnh cho nên Huệ mới qua thăm cậu thôi, chứ bình thường cậu phải ăn với mợ. Tao đang vui mà nhắc tới vợ tao hết vui luôn. Cậu hai, cậu không được nói vậy. Lỡ mợ nghe được, mợ buồn sao, cậu phải thương mợ chứ. Thương chứ sao không thương. Má tao dạy á, là phải thương vợ, lo cho vợ. Cho nên tao thương tao lo, biểu ăn cơm nè, đi ngủ mỗi ngày. Nhưng mà vợ tao á, cứ bắt tao làm mấy cái chuyện tao không ham, không thích. Cứ bắt tao uống thuốc hoài à, thấy ghét lắm. Trời ơi, cậu biết á, là thuốc mắc tiền lắm không? Nhiều người ta không có tiền mua đó. Cậu ngày nào cũng được uống thuốc bổ, ăn xâm nhung. Cậu có biết cậu có phước lắm không? Mà sao tụi bay kỹ vậy? Tao kêu vô đây ngồi ăn chung, cho vui mà tụi bay cứ ngồi kể chuyện gì đâu không mà không chịu ăn gì hết. Dạ dạ, vậy ăn đi cậu. Cháo cua đất này ngon lắm á. Ngon ghê. Nè. Ý, ủa, tụi bay ăn thêm đi, tao ăn cháo không được rồi. Ngày nào tao cũng ăn cá với thịt thôi mà, ngán muốn chết. Thôi, được rồi, cậu có ăn đi. Ê, sao mà cậu ăn cháo không được? Cháo này là tôi nấu đó. Nè, ăn đi. Thì tụi bay cứ ăn nhiều vô đi, cho tao coi nữa. Nè, con Huệ ăn nhiều vô. Cảm ơn cậu. Có rồi đâu cảm ơn. Mà lát á, tụi bay hùng nhau cho tao coi. Ừ. Cậu, tao thích coi tụi bay hung nhau.
có giống như vợ tao. Nó làm tao ngập thở lắm. Anh thay bộ đồ này đi cho ấm. Bữa nay em thấy trời gió lớn lắm. Thay đồ đi, không thôi là bệnh đó. Mấy nay anh thấy khỏe rồi. Chắc là nhờ ăn cháo chim cu. Nếu mà em biết anh thích ăn cháo chim cu như vậy là em đã mua nhiều để trong nhà nấu cho anh ăn rồi. Hay, bây giờ vậy nha, em sẽ kêu thằng Tấn bẫy nhiều chim cu lên để sẵn trong nhà để dành nấu cho anh. Nhưng mà con Huệ nấu mới ngon. Vậy thì em sẽ kêu con Huệ dạy cho em nấu. Ăn với tuổi thằng Thành con Huệ mới vui. Được rồi, anh muốn sao cũng được hết á. Bây giờ anh đi ra ngoài lấy cho em chai mật ong nha. Chai mật ong trong phòng này hết rồi, anh lấy vô đây em pha nước cho anh uống. Cậu pha thuốc gì đó? Dạ, con đâu có pha thuốc gì đâu má. Cái này là nước sôi mật ong. Đợi anh Lương đi lấy mật ong xong rồi con pha cho anh uống đó má. Tôi thấy hết rồi. Đưa đây. Pha thuốc rành rành như vậy mà còn chối cãi nữa hả? Thầy tư dặn cô sao? Không được pha thuốc này cho nó uống nữa. Để cho nó phục hồi sức khỏe. Sức khỏe trở lại bình thường thì mới có con được. Tại sao nó đang yếu trong người mà cô dám pha thuốc này cho nó uống? Lớn như đất á. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Lỡ như có chuyện gì gia đình này tuyệt tự hết. Tại sao con gan vậy hả Thi? Má, má ơi, má, má ơi, con xin má, con xin má tha lỗi cho con. Cũng chỉ vì con nôn nóng có con cho nên con mới làm như vậy thôi má ơi. Má tha lỗi cho con nha má. Vì nôn nóng có con mà con bất chấp tính mạng của chồng con như vậy hả? Má, chỉ vì con quá mong muốn có con. Một phần con cũng muốn dưỡng chồng con. Con không muốn mất chồng con. Má ơi, má ơi. Trời, má. Cô suýt giết chết chồng con. Con dám mở miệng ra mà nói là sợ mất chồng hả? Má, lần đầu tôi bắt gặp. Tha cho cô. Từ nay về sau tôi dặn con trai tôi không uống bất cứ điều gì cô đưa. Nghe rõ chưa? Má, má ơi, con hứa là con không dám tái phạm nữa đâu. Má đừng có nói với chồng con. Má nói với chồng con là chồng con hết thương con đó má. Má ơi, con lại má. Con lại má mà má. Má tha cho con nha má. Má, má ơi. Má, má ơi má. Má, má ơi. Con đi ra chợ mua ít đồ dùng để dành trong nhà bếp hen tía. Nhà mình gì đâu mà mắm muối rồi các thứ hết trơn rồi. Con coi mua đủ mấy thứ cần thiết đi. Rồi còn dương chút tiền, con mua miếng ba rọi về luộc cúng cho má con. Hồi đó bà thích ba rọi lắm. Vậy mà bà cứ nhìn thèm hoài. Dạ. Mà tía, tía vô ngủ xíu nữa đi. Tối hôm qua tía đập lúa cả đêm, tới sáng tía mới ngủ. Chắc tía mệt lắm hả? Không sao đâu con, tía quen giấc rồi. Cứ tới cử thức dậy pha trà uống. Rồi để lát tía uống trà xong mà rảnh rảnh cái tía ngủ bù. Dạ. Vậy con đi nha tía.
Dạ bà chủ. Dạ, xin lỗi bà chủ. Dạ. Bà chủ tới nhà tôi sớm. Dạ chắc có chuyện chi vậy bảo? Làm gì gặp tôi giống như gặp ma vậy? Dạ. Tôi qua gặp ông là có chuyện. Dạ. Ủa, sao hôm nay ông ở nhà không đi làm hả? Còn con Huệ đâu? Dạ, Huệ nó mới ra chợ mua ít mắm muối. Còn tôi đêm qua tôi đi đập lúa, cho nên sáng nay tôi nghỉ. Dạ, dạ mời bà chủ. Dạ bà chủ. Dạ bà chủ ngồi tạm đây. Cha con siêng quá ha. Đi đập lúa đêm nữa. Rồi tiền để đâu cho hết? Dạ tại đêm sáng trăng, người ta đập lúa để gom về sớm. Người ta mướn đập ban đêm á, trả công gấp rưỡi, lâu lâu mới có một lần. Cho nên tôi cũng ráng làm được ngày nào hai ngày nấy á bà chủ. Dạ thưa bà chủ, hôm nay bà chủ có chuyện chi vậy bảo ạ? Con Huệ nhà ông nó tuổi con gì? Dạ cháu Huệ tuổi Tỵ. Coi nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ ạt à. Dạ cháu Huệ có làm gì sai với bà? Dạ xin bà thứ lỗi cho. Tánh tôi không có ưa bắt lỗi phải, có gì nói nấy, không có để bụng. Dạ đội ơn bà. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi qua gặp ông là để xin cho con Huệ qua hầu hạ cậu chủ, con trai đích tôn của tôi. Ờ, dạ thưa bà, cậu hai á đã có mợ hai, mà con Huệ qua hầu hạ là hầu hạ làm sao bà? Ông đừng có giả bộ hỏi đố tôi nữa. Giờ tôi nói thẳng nè, tôi xin cho con Huệ qua nhà làm vợ bé con trai tôi. Nói vậy ông đã hiểu chưa? Dạ bà chủ, con Huệ, con Huệ với thằng Thành tụi nó thương nhau, tụi nó có hứa hẹn với nhau rồi đó bà chủ. Chuyện đó thì tôi biết, nhưng thằng Thành đó là người của tôi, tôi biết cách thu xếp. Còn con Huệ nó là con của ông, ông nói thì sao để cho nó nghe lời, đó là chuyện của ông. Dạ thưa bà chủ, con gái tôi cũng đâu có hư hèn gì, tôi nuôi dạy nó là để mong một ngày được ăn miếng trầu, uống chung rượu. Hơn nữa con gái của tôi nó đã có chỗ gán nghĩa Tàu Khang. Ông nói nghe cũng hay quá ha. Vậy đứa con gái lớn của ông đó, nó có cho ông ăn được miếng trầu, uống được mấy chung rượu, nó cũng cuốn gói theo không? Một năm nó được về thăm ông mấy lần? Dạ thưa bà, con Lan nhà tôi á cũng vì hoàn cảnh thắt ngặt của gia đình, cho nên á nó nuốt nước mắt hy sinh. Vậy giờ nhà ông dư ăn dư để, không cần gì nữa phải không? Dạ không phải vậy đâu bà chủ, nhưng mà tôi qua đây là để báo cho ông biết, chứ không phải chờ xin ý kiến của ông. Ông tự lo liệu thu xếp mọi chuyện đi. Tôi báo trước vậy đó, ngày giờ con Huệ qua nhà hầu cậu chủ thì tôi phải nhờ thầy coi ngày tháng tốt rồi tôi báo tiếp. Vậy nha, tôi về à. Dạ bà chủ ơi. Nhà cửa không có một cái chỗ ngồi êm đít, còn bị đặt lạp giá, đòi ăn trầu uống rượu. Trời ơi, cha con tôi làm cái gì mà vô tình cảnh này hả trời? Ủa, sao chưa có ai hết vậy ta?
Ủa Huệ, ủa sao có mình em vậy? Bác Hai đâu? Em thì không có nổi. Bác Hai bị bệnh hả? Thì em uống quá trời rượu cho nên say rồi. À, chứ không có bệnh. Chắc lâu lâu có chuyện vui buồn gì đó cho nên bác Hai mới uống nhiều rượu. Không sao đâu, say thì mình ngủ cho khỏe. Một mình anh đập lúa cũng được mà. Có vậy thôi cũng khóc nhè nữa. Mít ướt quá, đứng lên nè. Không phải chuyện Tiếu uống sai, mà là chuyện của em. Nhưng mà chuyện của em là chuyện gì? Em nói anh nghe đi, đừng làm anh hồi hộp mà. Anh Thành, anh có thương em không? Thôi nghe không giỡn nghe. Lãnh lúa người ta chưa đập hộp nào bỏ vô bồ kìa. Em biết, nhưng mà chuyện này quan trọng lắm. Nhưng mà là chuyện gì mới được? Anh không thương em, vậy chứ anh làm ngày làm đêm chi chứ cực khổ vậy? Hay là em hết muốn cho anh kiếm tiền chuộc thân để cưới em rồi? Anh phải nghi ngờ là em không thương anh thì em đi chết cho anh coi. Huệ, vậy chứ từ nãy tới giờ em cứ nói chuyện tầm bậy tầm bạ hoài vậy? Không lẽ em giận tí em chuyện xe rượu rồi giận lây qua anh luôn hả? Không có gây vậy à nghe. Không phải. Trời ơi, không có biết gì hết trơn á. Em bị bắt. Em bị bắt lấy chồng mà không phải gả cho anh. Không có giỡn nhây vậy nghe Huệ. Em không lấy anh vậy chứ em lấy ai? Không cần đeo vàng, có người chỉ cần đeo này thôi cũng có người mê chứ bộ. Huệ làm đẹp quá nè. Mà đeo cái này rồi ai mê? Chỉ có người mê là được rồi. Ai mê vậy? Chỉ anh được không? Thì đây nè. Dạ chào bà chú. Tôi nghe ông bệnh cho nên tôi qua đây thăm. Dạ đội ơn bà chủ. Mấy bữa nay tôi thấy trong người nó rêm rêm thôi chứ không có bệnh hoạn gì đâu bà chủ. Bà chủ cho quà vậy, dạ tôi không dám nhận đâu ạ. À, nhận đi. Rồi nói con Huệ á, sắp ra cúng má nó, nhớ giái má nó linh thiêng, phù hộ cho nó lấy chồng sớm đẻ con trai. Dạ bà chủ nói vậy càng khó cho tôi. Tôi còn con đứa con gái à, mà không gả cưới đàng hoàng mới mốt chết xuống dưới, sao dám nhìn mặt vợ tôi bà chủ? Sao lại không? Ông còn hãnh diện khoe với vợ ông là gả được con gái vô nhà quyền quý. Sau này nó đẻ được con trai á thì cháu ngoại của ông là cậu Ấm, mà cháu gái á là cô Chiêu. Một bước là lột bỏ được á thân phận nghèo hèn. Vậy ông còn không chịu, ông còn làm eo làm sách cho tôi làm chi nữa? Dạ tôi không dám. À, hay là ông muốn đòi tiền nạp tài với xính lễ vô quy? Thà ông nói thẳng ra như vậy đi, tôi nghe còn dễ chịu hơn à. Dạ không phải vậy đâu bà chủ. Tôi dẫu gì thì cũng đầu hai thứ tóc rồi. Đã lỡ hứa gả con gái cho ai thì đâu có thể nuốt lời được bà chủ. Ôi, nhầm nhò vậy ba lời hứa với thằng ở đỡ. Với chuyện thằng Thành chứ gì. Thì để đó, tôi tính cho. Dạ bà chủ,
con xin phép được thưa với bà chủ một lần nữa. Con với anh Thành á đã đính ước với nhau từ lâu. Tuy ảnh nghèo nhưng mà tụi con thương nhau thật lòng. Lời hứa đã nói ra chắc như đinh đóng cột, cho nên là không thay đổi được nữa đâu thưa bà. Chắc như đinh đóng cột phải không? Dạ thưa bà. Vậy thì để tôi nhổ cái đinh đó nghe. Nếu nhổ không được á, tôi nhổ cái nhà này quăng xuống sông, đào mô cuốc mã má cô lên trả lại cho cô. Cô muốn đem đi đâu á thì đem. Dạ dạ thưa bà. Dạ. Từ hồi được ông bà chủ ban ơn cho tá túc ở đất này, tôi có thiếu nợ ông bà chút đỉnh, nhưng mà cũng đã trả đầy đủ rồi. Mồ mả của vợ tôi cũng đã trả tiền đất rồi mới chôn cất mà bà. Dạ, mong bà chủ xem xét lại. Nợ thì nhà con có thiếu, phần mộ thì con cũng đã mua. Bà chủ ơi, mong bà chủ thương tình cho con. Đất nhà tôi ai tôi cho ở, tôi ghét ai tôi đòi lại. Đất thí nhà tôi bán rẻ cho tá điền, có bán mắc mỏ gì đâu. Giờ không ưa thì tôi đòi lại. Tôi cho mấy người 3 ngày, nếu không ưng thì cuốn gói đào mồ đi khỏi đây. Để lại thì xuống sông mò xương má cô ráng chịu à nghe. Tôi không có nói nhiều, tôi về à. Bà chủ, bà chủ. Cậu hai rất muốn cưới con Huệ về làm vợ bé. Con cũng nên vì cậu hai mà nhường con Huệ lại cho cậu. Bà hứa sau này sẽ tìm một mối tốt cưới hỏi về cho con đàng hoàng. Dạ. Huệ của cuộc đời của Huệ, sao bà biểu con nhường Huệ như là món đồ được? Phận con là kẻ bán thân ở đợ. Bà muốn con sao con cũng được hết. Nhưng mà Huệ đâu phải gia nhân trong nhà mình đâu bà. Sao bà quyết định luôn cả cuộc đời của Huệ vậy? Con Huệ không phải gia nhân nhà này, nhưng tía nó thiếu nợ nhà này. Ăn ở trên đất nhà này, mang ơn thì phải trả ơn. Không phải tới lúc gia đình nó phải trả ơn bà hả? Bà cô mang từ đời tía má nó cho tới đời nó, được về hầu hạ cậu hai là phước phần 3 đời nhà nó rồi. Thiệt thòi gì đâu mà bà đặt tỏ vẻ. Bà nói ít, mong là con hiểu nhiều. Buông tay con Huệ, khuyên nó nên chấp thuận cậu hai đi. Ngồi đây một chút á, bà chủ phát hiện á là bị đòn thêm cái tội mà trốn làm á. Con làm hết nổi rồi thì sao? Bữa nay chắc để Trâu ăn rơm bữa đi thì sao? Thì lâu lâu cho ăn rơm bữa cũng được, nhưng mà đừng có để cho bà chủ thấy cái bộ dạng này nha, là không có được đâu đó. Cái năm qua con thức đêm thức hôm, con dắt mướn gặt lúa làm lụng đủ thứ để mong dành dụm đủ tiền chuộc thân cưới Huệ. Giờ con mất hết rồi, con muốn làm gì nữa? Thành, sao em không xuống bếp á ăn gì hết trơn vậy? Em để bụng đói đi làm việc vậy á là xỉu đó nghe. Nè, chị có lấy cho miếng xôi nè, ăn đỡ đi. Nè con, ăn đi. Gì thì gì cũng phải ăn miếng, chứ không ăn rồi nó đau bao tử rồi khổ thêm nữa à. Cảm ơn chị. Chị gái. Ừ. Chị có cách gì giúp tụi em không? Cách gì là cách gì? Mà em nói chuyện với Huệ chưa? Nó nói sao? Huệ không chịu, mà em cũng không muốn.
Thiệt sự giờ là em không biết làm cách nào hết. Thôi con, thân phận của tụi mình á, như cái cục bột nằm trong tay của người ta vậy đó. Người ta muốn nắng tròn nắng méo gì á là cũng tùy vào người ta. Mình phải lo cho mình trước cái đã. Thôi ăn đi, rồi lo trẻ củi. Con trẻ cái con mệt là con hết buồn hà. Thôi dì Sáu, con dì Sáu vô trong bếp á, lo chuẩn bị cơm cho bà. Để em thôi lát nữa bà về bất tử không thấy bà rầy nữa. Thành, em ráng ăn hết gói xôi đó đi nha. Ăn nha con. Bà má sinh con ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cậu hai chứ. Để giờ con gặp toàn là nghịch cảnh như vậy. Má nằm người con thương, người bảo vệ con nhất, cũng không còn nữa. Bây giờ cả người con gái mà con cũng không giữ được nữa. Bà má tha lỗi bất hiếu cho con. Sao vậy? Mới nói chuyện với nó đây mà. Thành ơi, Thành. Ủa mày mới tới người đây mà Thành. Nó treo cổ ngoài ngoài kìa. Tôi mới cắt dây, tôi dép nó vô cái thằng quỷ này. Trời làm ơi. Cái gì phải tự tử hả? Đúng không? Thì sao rồi? Giờ làm cách nào cho ông Thành tỉnh lại thì sao? Thành ơi, Thành. Quỷ, đừng có la lớn. Bây giờ đưa nó vô nhà kho đi, rồi coi cứu nó được không rồi mình tính. Nha. Đi. Vô đây. Dạ, thưa bà chủ, con mới qua. Tía cô đâu sao không qua đây? Dạ, tía con bị bệnh. Với lại chuyện này là chuyện của con, cho nên là con muốn gặp bà chủ để con thưa bà chủ ý của con. Ngồi xuống ghế đó đi rồi nói ý cô muốn. Dạ. Dạ, thưa bà chủ, cho phép con được đứng để thân thưa với bà. Con đội ơn bà chủ vì bà đã có lòng nghĩ tới con. Nhưng mà cậu hai bây giờ đã có mợ hai rồi. Cậu mợ cũng đang ấm em với nhau. Con cũng có người để tính tới chuyện tương lai. Ngặt là con còn tan má con, cho nên là chưa thể cưới xin được đâu bà. Ý cô nói là chị thằng Thành chứ gì? Dạ phải thưa bà, tụi con thương nhau đã lâu rồi bà ơi. Tôi nói cho cô biết, thằng Thành nó chưa có tiền chuộc thân, thì chuyện nó được cưới vợ hay không đó là quyền của tôi. Còn chuyện hầu hạ cậu hai thì ai phải có phước phần lớn thì mới được chọn. Tôi chọn cô là vì con trai tôi nó mến cô. Hơn nữa, cái tuổi của cô hạp chuyện sanh con nói giỏi tông đường. Cô được phước phần lớn như vậy mà sao không biết hưởng vậy? Dạ,
Con đội ơn bà vì bà đã có lòng nghĩ tới con. Nhưng mà chắc con không có phước phần lớn như vậy để con hưởng ơn của bà. Con với anh Thành cũng đã tính với nhau rồi, là tụi con sẽ ráng mận để chuộc thân cho anh Thành, rồi mới dám nghĩ tới chuyện cưới xin thưa bà. À, thì ra tụi bay to rập với nhau tính chuyện thoát thân hả? Dạ, dạ không phải thoát thân mà là để chuộc thân đưa bà. Nó ăn cơm nhà tao mà lớn lên, theo như người ta biết ơn thì phải trả ơn, chứ đâu có mưu tính cách mà bỏ đi như vậy. Dạ, dạ, bà chủ bớt giận. Tụi con tính như vậy là nếu tụi con thành vợ thành chồng thì có con có cái rồi sẽ không có hết lòng hết dạ hầu hạ bà chủ được. Cho nên là tụi con mới chuộc thân ra để không làm thiệt thòi cho bà chủ. Vậy là tụi bay tốt bụng với tao ghê ha. Thôi, tao biết bụng dạ của tụi bay rồi. Tao nói cho mà biết, nghe lời tao thì cái gì cũng tốt đẹp, chống đối lại tao á, hối hận cũng không kịp. Về đi. Dạ bà. Đi về, khỏi nơi. Đêm thức hôm, giác mướn đập lúa mướn, làm đủ thứ, soi cá mò tôm, là để gom tiền chuộc thân. Để tao coi từ nay về sau, ở cái xứ này có ai dám mướn tụi bay hay không. Rồi rồi rồi, nó tỉnh lại rồi, nó tỉnh lại rồi này. Con ơi sao thì không biết nữa à. Trời ơi, cũng may á là anh Tấn thấy, chứ không thôi thì bây giờ thằng Thành á. Đồ ngu, mày treo cổ tôi tử làm chi vậy? Sao lại cô ấy? Tao cứu mày, tao cắt dây để chửi vô mặt mày. Cuộc đời tao khổ cỡ nào mà tao chưa bao giờ nghĩ chết dại như mày vậy đó. Chị cũng công nhận á là em dại thiệt luôn á Thành. Cuộc đời của tao với mày sống chết nằm trong tay của người ta. Mày tưởng mày chết là hết hả? Đồ ngu. Cái thằng này, cái thằng đúng là khẩu xà tâm Phật mà. Nó cứu rồi cái nó nói vậy để cho đừng có biết ơn nó đó. Anh nói đúng mà sao? Tiền miệng anh nó dữ vậy chứ cũng đâu có nỡ để con chết. Thôi em nằm đây ngủ miếng lấy lại sức đi. Chị đi xuống dưới bếp á, nấu nồi cơm canh bà chủ không có nhả, rồi bới cho em miếng cơm nóng nha. Đi đi con. Không cần đâu chị, em nghĩ một chút rồi em ra ngoài chạy củi nữa. Đừng có nghĩ dại nữa nha không con. Không cảm ơn sao. Không cảm ơn chị. À, chị nói với anh Tấn cho em gửi lại cảm ơn anh. Thôi em lo nằm nghỉ lấy lại sức đi. Sao con còn chưa ngủ mà đi qua phòng má vậy? Dạ thưa má, con có chuyện muốn thưa với má. Mai hẳn nói, giờ má buồn ngủ rồi. Còn con thì không thể nào ngủ được. Con mong má cho con được nói. Vậy thì con nói đi. Con muốn gì thì con nói. Chứ con khóc lóc kiểu này, ai biết đường đâu mà lần. Thưa má, từ lâu con đã nghi, mà con nghi đâu là chúng đó. Nhưng mà nào giờ con chỉ nghi ngờ là chồng con có tình cảm với con Huệ. Còn bây giờ con nghe gia đình trong nhà nói là má đã qua nhà con Huệ hỏi cưới nó để cho nó về đây làm dâu, làm vợ bé của chồng con. Sao má lại làm như vậy hả má? Con có nhớ má đã cho con kỳ hạn 3 tháng. Nếu như con không có thai thì con phải đi cưới vợ bé về cho chồng con, để nó có con mà nói giỏi chứ, đúng không? Con cũng đã cố gắng hết sức, cũng tại ảnh mà má. Thằng Lương nó bệnh là do ai? Do con cho nó uống thuốc quá liều. Cũng may đó, má phát hiện kịp thời, chứ không thì hậu quả khôn lường rồi.